Em Nguyên. Anh Hầu hả? Sao em ở đây vậy? Cái xưởng này của người đồng hương em mở mà. Em tới đây làm nửa năm rồi. Vậy hả? Còn anh, sao anh lại lái xe hàng vậy? Anh mới làm chưa có lâu. Nè, đừng khiên nữa, nó giờ ăn cơm rồi. Đi. Anh đã ăn cơm chưa? Chưa. Đi chung nha. Được. Wow, đông người quá hả? Chờ thêm lát nữa đi. Ê, bên kia có bàn rồi. Chuyện đó sao hả? Thứ dân gì vô phép quá gì nè. Không sao, để anh lấy ghế khác. Ê đừng, đứng đây. Ê, hai cái ghế này là của bạn này mà. Chuyện gì đây? Hai cái ghế này là của bạn này mà, sao hai người lại lấy cách chừng chứ? Cô nói gì? Bên kia cũng có ghế mà. Hai người thuộc đơn vị nào đây? Tôi phải khiếu nại với cấp trên các người. Chạy cho cổ đi. Tiệt. Hai người coi đi nè, đã làm dơ hết rồi. Hai người phải lao lại mới được. Lại nhảy cái gì? Phiền phức. Nè, anh ngồi đi. Gọi đồ ăn nha. Được. Viên à, dáng mặt có vài tháng thôi thì em đã khác hẳn. Khác hơn trước nhiều. Hết cách thôi. Tới chỗ này nếu như hiền quá sẽ bị người ta ăn hiếp đó. Huống chi em phải quản lý nhiều người trong công xưởng. Anh cũng vậy. Cỡ tính của anh như vậy, hai ông người bắt đó, nếu là ngày xưa anh đã đánh cho họ nằm nhà thương mất rồi. Bây giờ anh dịu rồi. Chém lộn bao nhiêu năm nó còn chưa đủ sao? Nghĩ lại lúc xưa thật là dại dột, chỉ biết chém lộn thôi. Nguyên à, chuyện khi xưa là lỗi của anh. Xin lỗi em nha. Thôi đi, em không để trong bụng nữa. Anh à, lần trước anh và thằng Bỉnh có tới xin trình kiếm em, nhưng mà kiếm hoài không gặp. Em đã tới đây hả? Tại vì lúc đó em không muốn cho anh kiếm gặp em mà, cho nên tới làm cho người đồng hương. Người đồng hương này em Bỉnh không có biết. Nghe ổng nói là ở xưởng ổng cần người giúp việc, cho nên em tới giúp thôi. Em thiệt giỏi quá, biết quản lý công nhân. Tại vì ổng tin em cũng là học nghề thôi. Còn bà nội vẫn mạnh chứ? Bà nội chết rồi. Tại sao vậy? Nhắc lại chuyện này thì dài dòng lắm. Cũng tại anh thôi. Bởi vì anh không nên thân hại chết nội. Bà nội đã có tuổi rồi. Thôi bỏ đi. Nếu như hồn thiên của bà nội biết anh làm lại cuộc đời thì em nghĩ chắc bà cũng vui lắm. Tiếc là anh không hiếu thảo với bà. Anh thiệt có lỗi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa anh Hầu. Có phải anh định trở về Hồng Kông hay không? Bây giờ trưa lắm rồi. Đã hơn 4 giờ rồi. Đúng rồi, đi về nha. Nè, em Nguyên à, chuyện gì vậy? Em thấy hơi chóng mặt. Em có đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là em thiếu máu bị nhẹ thôi. Em cẩn thận nha. Không sao, đi được rồi. Hồng Kông. Alo. Sao đây? Bó bông đó thích không? Tại sao lại phí tiền để mua bông tặng cho em? Không, tiệm bông bán từ thiện mà. Anh làm vậy từ thiện thôi. Không ngờ anh tốt bụng như vậy ha. Đương nhiên rồi. Anh biết là đã lâu em không có nhận được bông rồi, cho nên hôm nay tặng bông cho em làm vậy từ thiện mà. Có biết đây là bông gì hay không? Bông hồng. Không phải, là bông bao hoa. Có sao đâu chứ, anh chỉ cần một lòng là được rồi. Ha, coi bộ là tối nay có người đẹp đi ăn cơm với anh rồi chứ gì. Để nhận bông của anh, dĩ nhiên phải đi ăn cơm với anh chứ. À, hẹn gặp lại ở chỗ cũ vào 7:15 nha. Được. Còn nữa, vừa rồi em nghe radio nói là lát nữa sẽ trời mưa. Anh nhớ đem dù theo nha. Em không có đem đó. Được rồi, đừng lo. Bye bye. Bye bye.
hoan nghênh em tới thăm anh không? Mời em vô. Em mới vừa lên hãng đi lấy hàng, thấy thuận đường cho nên ghé thăm anh. À, bọn định ra phố có hẹn rồi hả? Phải. Vậy em tới thì không đúng lúc rồi. Không quấy rầy anh nha. Ây da, sao khi không lại mưa lớn gì nè? Mưa lớn quá, khoan đi đã. Em ngồi đi, chờ tạnh mưa hay đi. Thôi đừng, sẽ làm trễ nãy việc của anh đó. Không sao đâu, anh chưa tới giờ mà. À, anh đổi ly trà cho em nha. Dạ được. Alo, xin hỏi 338 trả lời chưa? Tinh Dân. Cô Dân hả? Chị mới nói là bận việc quan trọng vẫn còn ở nhà phải tới trễ. À, cảm ơn nhiều. Anh Hầu à, em nghĩ thôi đừng có chờ nữa. Không biết tới chừng nào mưa mới tạnh đây. Mưa lớn vậy làm sao em đi được? Bộ em bận việc sao? Không phải, tại anh có hẹn thôi. Em xuống đón taxi được rồi. Mưa lớn khó đón xe lắm, em ngồi thêm lát đi. Em thấy ngại lắm, bắt bạn bè của anh phải chờ anh. Không sao, anh có điện thoại tới đài nói là tới trễ mà. Alo. Alo anh Hào hả? Chuyện gì mà bây giờ anh còn ở nhà vậy? Anh... Em chờ anh trả lời lâu lắm rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Anh thấy là hơi nhức đầu, anh không được khỏe lắm. Anh có sao hay không? Có cần đi bác sĩ không? Không cần đâu, anh chỉ cần uống thuốc là được rồi. Nhà anh có thuốc không? Có, anh có thuốc mà. Thôi anh không tới đâu, em về trước đi, tối nay anh gọi em. Cũng được, vậy anh nằm nghỉ đi nha. Bye bye. Bye bye. Bạn anh gọi điện thoại tới hả? Phải. Anh có đói bụng không? Em vô nấu đồ cho anh ăn. Không cần đâu, không có đồ ăn mà. Còn có đồ hộp. Hai người thôi, ăn bữa đơn giản đi nha. Lúc xưa mình thường hay như vậy mà. Nè, anh ngồi coi tivi một chút, lát nữa sẽ được ăn. Thôi lùm lạ anh hẳn á. Cảm ơn. À, cảm ơn. À, xin hỏi gần đây có nhà thuốc tây không? Bên kia đường có một cái. À, cảm ơn nhiều. Ăn được rồi anh Hậu, qua đây đi. Để em bới cơm nha. Ê, để em được rồi, anh ngồi xuống đi. Cảm ơn em nha. Đừng có nói như vậy, lúc xưa cũng là em hầu hạ anh mà. Ngồi đi. Ơ, ai vậy? Để anh mở cho. Anh Hậu, anh có bị nhức đầu không? Em biết là nhà anh không có thuốc đâu, cho nên em đã mua tới cho anh nè. Ai vậy? À, cô Dân. Đã lâu không gặp cô rồi. Ừ, dạ phải. Cô tới chơi hả? Qua ăn cơm đi, qua đây. À, thôi cảm ơn, tôi đã ăn rồi, tôi không quấy rầy hai người. Nha, sao đi mau vậy? Ngồi chơi chút đi. À, tôi mới nghĩ ra còn bận việc quan trọng nữa. Bye bye. Bye bye. Anh Hậu, qua ăn cơm đi. Hey. Cái cô Dân đó thì là tốt quá ha. Đã qua thời gian giống quản rồi mà cô vẫn tới thăm anh nữa, có thiệt tốt lắm chứ. Con người tốt thiệt. Ê, ăn đi. Em bị gì vậy? Em thấy hơi chóng mặt. Em thấy sao? Không sao chứ? Không sao. Thôi đừng nha, vô phòng của anh nằm nghỉ chút đi. Để em rửa cho. Anh đưa em vô phòng nha. Đi.
Alo. Em Vân hả? Anh đây. Chuyện gì? Vân à, em đừng có hiểu lầm nha. Cô Quyên vừa từ Trung Quốc xuống, ghé qua nhà thăm anh thôi. Vậy sao? Bây giờ đã đi chưa? Cô đang nằm nghỉ trong phòng á. Cô thấy chóng mặt, cho nên ở lại nghỉ một chút. À, vừa rồi anh thấy em bị ướt hết nè. Em có sao không vậy? Có bị lạnh không? Không sao. Em đừng có như vậy mà. Thôi nè, lát nữa anh gọi lại nha. Đã khuya vậy rồi sao? Vậy nha. Alo. Đã hết giờ qua hải quan rồi. Không có sao, sáng mai về cũng được mà. Thì đành như vậy. Thôi em đi nha. Em đi ra ngoài kiếm nhà trọ ở. Thôi đừng nha. Con gái một mình đi mướn quán trọ không tiện đâu. Hay là tối nay em ngủ lại đây đi. Có được không? Không sao đâu, sẵn anh phải làm việc mà. Anh phải đi giao hàng, khuya lắm mới về tới. Khuya vậy còn đi làm à? Vừa rồi đâu có nghe anh nhắc tới. Mới vừa điện thoại cho anh thôi. Thôi anh đi nha. Em ở đây ha. Ê Hậu à, trời còn mưa đó. Nè. Cảm ơn. Em chưa ngủ hả? Có chuyện gì đây? Mình ra ngoài uống ly nước nha. Thôi đi, đã khuya lắm rồi, quán nước cũng đã đóng cửa. Còn một chỗ chưa có đóng cửa đó. Em ra ngoài cửa sổ coi coi. Anh nói là cái quán nước khuya cách mấy cũng không có đóng cửa. Là quán này đi. Khá lắm. Anh nè, anh bỏ đi, anh nói sao với chị Nguyên? Anh nói là phải đi chở hàng, phải làm khuya. Anh nói láo gạt chị, anh không thấy là không yên lòng hay sao? Hết cách thôi, anh muốn gặp em mà. Phải. Ngoài việc gạt em, anh nói nhức đầu, còn chuyện gì để gạt em nữa hay không? Anh không cố tình gạt em đâu, vì không muốn cho em hiểu lầm mới nói vậy thôi. Em nghe đi. Phải, sao ngồi vậy? Quán nước này có thể khiêu vũ đó. Mời em nha. Được. Anh Hậu, về tới hả? Em nấu cháo rồi nè, qua ăn đi nha. Sáng sớm thứ vậy nấu cháo hả? Sao không ngủ thêm? Ở sớm trên em đã quen dậy sớm rồi. Ê, anh có mua về cho quẩy hả? Em đang định xuống mua nữa đó. Anh biết em thích ăn mà. Hôm qua anh chở nhiều hàng lắm sao? Sao tới bây giờ mới về vậy? Phải người khách quen lắm, cho nên sau khi giao hàng á, đi uống bia nói chuyện với ảnh cho tới sáng mới thôi. Quyên à, lát nữa anh lái xe đưa em tới bến xe lửa nha. Thôi khỏi, anh đã suốt đêm không ngủ rồi, vô trong ngủ đi nha, em tự về được rồi. Thôi em không ăn nữa, anh ăn một mình đi. Anh đưa em xuống đón taxi nha. Thôi khỏi, anh đã cực khổ lắm, ăn chơi nhiều để bồi bổ lại đi nha. Hả?
em phải cẩn thận đó. Khi em xuống Hồng Kông em sẽ tới kiếm anh. Bye bye. Bye bye. Em thiệt tình. Tới giờ rồi kìa, mau lên đi. Em có biết anh dẫn cho được số diện hay không? Em nói được là được mà, em đã hẹn với ba ra ăn cơm rồi. Được. Mau đi. Nên còn phải đi mua quà đó. Không cần đâu, em đã có mua giùm cho anh rồi đi nè. Thiệt ngoan vậy hay sao? Có biểu hiện gì đây? Thì không ai một miếng. Được chưa? Tha cho anh. Mau lên anh, đi đi. Được, gài luôn lúc này đã. Thôi được rồi, đi đi. Mau lên đi. Xin lỗi anh chưa có thể xuất diện. Đi đi. Đừng lo, bác sĩ tư của tôi mà. Mỗi hàng nào cũng bị cảnh sát chặn bắt lại như vậy là không có xong rồi. Anh Sương à, bên thủy cảnh đã anh rồi. Cả bên hải quan dạo này cũng quá nhiều hành động. Thì không biết bị ai báo hại không? Ai đâu rảnh rỗi mà báo hại anh. Hàng của tôi cũng bị cảnh sát ộp hết. Bên hải quan cậu rành lắm mà. Hơn nữa tôi nghe cậu nói, chỉ cần đóng thêm vài chiếc đại phi là không có ngán quản thủy cảnh. Cho dù ban ngày ban mặt cũng có thể ra vào tự do được. Sao bây giờ lại đến nông nổi này? Đáng lẽ thì ra vậy, nhưng bây giờ chính phủ đã lập lại mới. Hễ ghe nào mà gắn thêm máy ở phía đằng sau á, thì là phạm pháp. Ghe mới của mình chưa ra khơi đã bị tịch thu rồi, đâu còn ghe để chở đồ lậu. Đúng vậy đấy chú Sương. Dạo này bên ngoài tình thế rất là căng thẳng. Anh em của mình không có ai dám ra ngoài khơi hết. Thiệt là tức cười. Mình làm ăn cái nghề gì mà nói là không dám ra khơi chứ. Anh Hì, coi tướng của anh như là có cách mà. Anh Quảng à, nói thiệt á, thì em đã hết cách rồi. Quy à, anh suy nghĩ một chút đi. Hì à, tôi nghĩ chuyện này không phải là đơn giản. Giống như là anh nói vậy đâu. Ghe mình bị tịch thu hết rồi, biết làm sao chứ. Vậy nghĩa là hết cách hả? Không lẽ anh có cách sao anh Quảng? Thôi thôi đừng có cãi nữa. Đây là món làm ăn lớn mà. Hơn nữa tôi đã nói với người ta là sẽ giao hàng nội trong một tuần lễ. Tôi mặc kệ chuyện gì, miễn là các người phải nghĩ ra cách cho tôi. Ngày mai tôi phải biết là có cách gì. Giải tán. Cô hai về tới. Cho ba. À, chú Sương. Ba à, hộp nhân sâm này của anh Tuấn mua tặng cho ba đó. Một ít qua một thôi. Chị Tư, đem xuống bếp đi. Qua ngồi đi. Lại có chuyện gì mà không được vui đây? Ai chụp giận ba đó? Bây giờ ba không rảnh để nói chơi với con. Anh Hi nhờ, xảy ra chuyện gì vậy? Ba của cô có chuyến hàng phải đưa lên trên gấp, nhưng mà bây giờ đã hết đường. Chú Sương à, không sai. Bây giờ tình thế bên ngoài rất là căng thẳng lắm, nhưng không phải là hoàn toàn hết cách đâu. Thật ra Tuấn à, suốt gì hôm nào vậy? Sao không về công ty làm việc? Chú Quảng, sao chú làm dữ với Hạ Thuộc vậy? Tại vì anh Tuấn đã cứu cháu, bà cháu mệnh tới ăn cơm thôi. Thật ra cháu đã nhắc cho anh Quảng rồi mà. Bây giờ bộ đội đột kích phản tham mưu đã bao gồm có Thúy Cảnh, đội binh cứu cùng với không quân hoàng gia. Mình chỉ nhờ đại phi không có xong đâu. Nhưng chỉ là có lẽ dạo này anh Quảng bận lắm, không để ý tới mà thôi. Chị có nói không thì ít gì, nói thì ai nói không được. Chú Sương à, nếu như chú tin cháu thì cháu có thể bảo đảm lần này mình có thể giao hàng an toàn cho khách hàng, có được không? Thằng Quảng với thằng Hy cũng hết cách rồi. Mày có cách sao? Được, thì cứ nói ra nghe thử đi. Thôi được, các người đi về trước đi. Chào. Qua ngồi đi. Anh Hi à, cái thằng Cao Gia Tuấn dạo này muốn lập công đã làm trắng trợn rồi đó. Anh yên trí đi. Cái thằng này cô gái thì giỏi. Bây giờ cái đám cảnh sát nó theo dõi như vậy, tôi tuyệt không tin có cách là nó đưa chuyến hàng xuống đây được. Không phải nói vậy đâu anh Hi à. Lỡ như bị thằng khỉ này làm xong một chuyến rồi thì mình sẽ bị thiệt thòi đó nhờ. Cho nên nếu nói như anh là lo cho bọn hải quan nó có sơ sót, là một người công dân tốt điện thoại đi báo đi. Nhưng mà như vậy anh Hi à, nếu mà chúng mình làm vậy thì không chừng chú Sương sẽ bị mất hàng đó nhờ.
Cái thằng già tin nói như vậy thì cũng đáng đời thôi. Lần này thằng Cao Gia Tuấn bị vô tù trở lại, coi còn có cách nào trở mình hay là không. Anh Cung à, coi bộ đường này thì đi được đó. Đêm thuyền cả cải trang gắn mua từa. Hay, thằng Tuấn này quả như là sáng kiến. Hơn nữa có ai để đến thuyền cá mà. Anh Cung, có thủy cảnh. Làm sao hả anh Cung? Đằng trước có Cộng Hải, kêu họ đạp hết ra. Chiếc thuyền đằng trước ra đây, chúng tôi là cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, xin nguồn thuyền lại đi. Sao hả? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Sếp hai à, chuyện gì vậy hả? Chúng tôi bắt được tình báo nghi ngờ chiếc thuyền này chở đồ lậu, cho nên bây giờ chúng tôi xét. Các người làm gì? Thuyền của chúng tôi mà cũng đến coi à? Đi ngay đi. Chuyện gì đó? Sếp à, họ đòi xét thuyền của mình. Chuyện gì? Chúng tôi là công an. Bỏ súng xuống đi. Họ là cảnh sát của Hồng Kông đó nha. Chúng tôi là cảnh sát của Hoàng gia Hồng Kông muốn xét thuyền này. Tôi là Trần Thứ Bình, tổ trưởng, tôi phản buôn lậu. Chiếc thuyền này là của một của hải quan chúng tôi. Mục đích là vụ cách tập đoàn buôn lậu ta giao dịch thôi mà. Thì ra tổ trưởng Bình à, thì là xin lỗi nha. Chúng tôi bắt được tình báo nghi ngờ chiếc thuyền này buôn lậu. Không ngờ phá mối các anh làm việc như vậy. Hay không sao, mai mốt sẽ là người một nhà mà. Nếu các anh muốn xét thuyền thì làm việc thì chúng tôi về tổng bộ đi nha. Nếu như được tổng bộ phê chuẩn thì chúng tôi sẽ cho xét ngay. Nếu đây là chiếc thuyền của hải quan thì chúng tôi không xét nữa đâu. Vậy cảm ơn các anh nha. Thôi mình đi. Uống đi cậu Tuấn à. Cậu Tuấn à, cậu thiệt là giỏi quá. Lần này tôi không bị thất tín với cái đám khách hàng, toàn là nhờ cậu giúp tay thôi. Chú quá khen rồi chú Sương à. Lần này chú được thành công là nhờ may mắn mà thôi. Tốt. Cậu không những là có tài mà còn khiêm tốn nữa. Thanh niên bây giờ ít khi được như vậy đâu. Bà còn nói anh Tuấn giỏi mà bà không tin. Cái gì sao lại không tin chứ? Lâu nay bà vẫn khen con sáng mắt mà. Quảng à, anh thiệt như là đã bỏ sót rồi đó. Có đứa đàn em giỏi như vậy mà không cho nó nhiều cơ hội chút. Không phải đâu chú Sương à. Thật ra anh Quảng đã cho cháu cơ hội nhiều lắm rồi. Giờ cháu có đề nghị là bỏ đường thủy và phát triển chuyện mua lậu bằng đường bộ đó mà hả? Phải, tuy là không có nhà nghề nào đó làm, nhưng mà không có ý thì cũng có được đâu. Có lẽ là ý kiến của cháu quá mạnh bạo đi, không hợp tác phòng chân trà của anh Quảng đâu mà. Vậy cũng không phải. Thật ra nếu không có các nhà nghề khác làm thì càng tốt. Ít ra thì cái đám cảnh sát nó cũng không để ý tới mình. Đúng vậy. Như là anh Quảng nói là nếu như phát triển đường bộ thì không muốn nói gì về quan hệ lắm. Thật ra nói vậy cũng có lý lắm chứ. Làm nghề của mình à, nếu không có người quen biết nhiều như là chú Sương vậy, đứng ở sau lưng chấm lưng thì khó làm được việc lắm. Vậy cũng phải. Các người cấp trên họ cũng để mặt tôi lắm. Việc này cũng không phải là vấn đề đâu. Anh Quảng à, không biết anh còn lâu gì về việc phát triển đường bộ hay là không đây hả anh Quảng? Anh Sương, lâu nay mình đã quen đi đường thủy. Hơn nữa công ty của mình mặt ngoài là bán du thuyền, bây giờ đột nhiên biểu đi đường lộ, tôi thiệt hết cách. Anh Quảng à, việc này anh đừng lo lắng nha. Hả? Vì kế hoạch mới này em đã bỏ nhiều công sức rồi. Chỉ cần chịu buông tay cho em làm, em bảo đảm công ty chứ định sẽ có tiền lời mà. Nếu vậy bị lỗ thì sao đây? Không đâu anh Quảng à. Hả? Anh phải có lòng tin em mới được chứ. Mày nói thôi, tao đâu biết. Chuyện công ty lỗ lã tao quánh chứ đâu phải mày. Anh Quảng à, không phải nói vậy đâu. Vừa rồi chú Sương cũng nghe rồi mà. Có được hay không cũng cần chú nghe cái đầu chứ hả? Thành công dĩ nhiên là được khen thưởng, cho dù là thất bại. Nếu mà ông chủ có độ lượng như là chú Sương vậy, em nghĩ chắc là không sao đâu. Phải không chú Sương? Phải, dĩ nhiên mà. Anh Sương à. Được rồi Quảng, tôi nghĩ là anh đừng nói thêm nữa. Tôi đã quyết định phát triển đi bằng đường bộ. Nè, lúc xưa thằng Tuấn nó đi làm trong hải quan, tôi nghĩ đề nghị của nó chắc không có sai đâu. Tuấn à, hay là vậy, chuyện này tôi giao cho cậu đi làm ha. Dạ được, cảm ơn chú Sương. Anh Quảng à, em nghĩ về kế hoạch phát triển đường bộ này cũng mới lắm đó, cho nên về mặt nhân thủ anh phải cho thêm người qua giúp em nha. Được. Chú Quảng à, anh Tuấn tài giỏi như vậy thì chú có thể rút chân cho sớm để hưởng phước rồi. Phải. Nhắc tới chuyện này, tôi với anh Quảng cũng thấy già rồi, thiệt không thể nào hăng say như bọn trẻ nữa. Mình nên đi du lịch hưởng phước mới là đúng.
Để lại cho đám trẻ nó làm việc đi. Chú Sương à, thôi đừng bàn chuyện công nữa nha. Vừa rồi em Nhi có nói là chú chỉ dạy cho cháu đánh cầu gôn phải không? Phải rồi. Tôi định là bàn luôn việc với cậu rồi sẽ đi đó. Vậy thì hay quá. Quảng à, nếu như hết chuyện anh có thể đi về được. Như vậy xin phép. Em Nhi à, em biết đánh cầu gôn hay không? Thằng Tuấn mắc dịch này càng lúc càng hỗn láo. Trước mặt anh Trường thì không coi tao ra gì. Anh Khoan, chắc nó không có ý đồ. Nhìn cái tướng thằng Tuấn đâu có giống là dân phản. Anh còn nói nha, cũng tại mày mà thôi. Nếu không nghe lời mày, tao đâu có thâu nó. Khôn hồn thì đừng dở thêm trò. Nếu không tao sẽ cho người thủ tiêu. Vào đi. Anh Quảng à, anh Tuấn kiếm anh. Xin lỗi nha anh Quảng, làm phiền hai anh bàn việc. Lại có chuyện gì? Không, lần trước chú Sương cũng dặn em để phát triển kế hoạch đó mà. Nếu anh phái người đi giúp việc cho em đó mà. Em muốn nhờ anh còn giúp việc cho em. Mày thích xài ai xài đi. Còn nữa nha, em muốn mời anh con ra để bàn vài câu nữa. Anh không ngại chứ? Đi đi. Anh con. Mỹ Đức à, bây giờ em đã chịu học hành lại rồi, còn có chuyện gì hay không? Đáng lẽ em cũng muốn nghe chị là bỏ đám bạn, nhưng mà bây giờ họ không cho em thoát thân. Cô Dân à, cô làm ơn giúp cho thằng con của tôi đi. Vậy các người có báo cảnh sát không? Em đâu có dám, họ nói là em báo cảnh sát thì chém chết em. Dữ vậy hả? Đại ca em lại. Cô cũng biết mà, thì là anh Bỉnh đó. Là anh hả? Thằng Ba, phòng pizza và quán bar có ai tới phá không? Dạ không, mấy chỗ đó anh hay coi mà, đâu có ai dám tới phá chứ. Anh Bỉnh à, mày là xếp hàng thứ mấy đây hả? Mày cũng kêu tao bằng anh Hai mà kêu bằng anh Bỉnh hả? Dạo trước mày đi đâu vậy, bây giờ lộ mặt. Anh Bỉnh à, thằng Đức nó muốn tập trung để học hành, anh đừng có phá nó nữa. Thì ra là chị xã công hả? Ê, bộ chỗ này cần chị giúp hả? Thằng Đức tới xin tôi, biểu tôi giúp cho nó, anh tha cho nó đi. Bà là ai đây hả? Thằng Đức là đàn em của tôi mà, mất mới gì tới bà chứ. Thằng Đức, mày có coi tao là anh Hai không hả? Dạ. Dạ, dạ cái gì nói đi, đấm mày bây giờ. Nó đã quyết định là không theo anh nữa, anh đừng có phá nó nữa, được hay không? Bà trời, chuyện của tôi không mất mối gì tới bà đâu nha hả? Tôi nói cho anh biết nha, thấy quen nên tôi mới nói với anh vậy thôi, nếu không tôi đã báo cảnh sát rồi. Ôi trời, báo cảnh sát hả? Tôi sợ quá. Làm sao nó chịu tha cho nó? Tôi nói cho bà biết nha, dân chúng tôi phải nói là quy củ. Nó đã kêu tôi bằng anh Hai, nghĩa là nó đàn em của tôi. Tôi kêu nó làm cái gì nó phải làm theo. Vậy được, lúc xin kêu anh Hào là anh Hai mà. Anh nói cái gì anh cũng phải nghe chứ. Bây giờ tôi biểu anh ra nói chuyện với anh. Hồ tao à. Được, gọi anh đi. Còn anh chịu ra nói chuyện hay không, gọi đi. Điện thoại kìa. Tôi điện thoại. Cắm điện thoại. Thằng Đức mày giỏi ha. Mày nên nhớ thằng Bỉnh này, không có đàn em vô dụng giống như mày đâu. Đi đi. Anh Bỉnh, anh đã nói thì đừng nuốt lời đó nha. Nói cho mày biết, anh Bỉnh này không phải là dân nuốt lời đâu. Đi đi. Mình đi. Cảm ơn anh Bỉnh. Cảm ơn anh Bỉnh. Cái con mụ kia, nếu mà tao không nể mặt anh Hào, đánh mày bể mặt mày được. Anh Hai à, điện thoại kiếm anh kìa. Hello. Chị Hai hả? Chị Hai à, đã lâu không gặp hả? Nè, bánh à, không có đồ đâu, ăn cái gì ngon ngon chút đi hả? Kêu đồ ăn đi. Chị ăn một mình thôi, ăn đâu có hết. Đừng có gọi nhiều phí tiền lắm. Ê, đàn em chị giàu lắm mà, sợ gì tốn tiền chứ. Nè, chị làm trễ mà, sao xuống đây làm gì vậy? Chị thấy hôm nay được nghỉ cho nên xuống đi chơi thôi mà. Ê, anh nào ra sao? Ê, hạ lữ hết rồi, mà đặt đi lái xe hàng nữa. Kiếm được có chút tiền thôi, không biết anh đang nghĩ gì. Không chứ, làm lại nghề đàng hoàng mà. Ê, chị có chuyện muốn hỏi em. Hỏi đi. Nếu như chị từ chức ở xóm Chanh, xuống đi làm trở lại có tốt không? Đang làm tỉnh ngon lành sao xuống đây chứ. Bộ chị muốn ráp lại với ảnh hả? Chắc là chị muốn ráp lại với ảnh rồi chứ gì. Em nghĩ sao? Như vậy mà ảnh
Anh nói quen với cô gái khác hả? Ờ, đâu phải, chị cũng biết mà, anh là người đẹp trai, đàn bà tới ráp với anh đâu phải là chuyện lạ. Nhưng mà anh nhớ chị lắm đó nha, anh một lòng một dạ với chị đó. Thiệt? À, rảnh nói láo chứ, lần đó chị lén lên sống tranh đó, anh quản hốt dữ lắm đó nha, còn biểu em lên trển kiếm chị, dắt anh đi mấy ngày trời, làm em không có một giấc ngủ ngon. Lần trước chị cũng bậy thiệt, không nói năng gì là bỏ đi. Vậy thì tốt rồi, em thấy chị ảnh là xứng đôi nhất thôi nhà hả? Còn mấy người đàn bà khác ráp với ảnh hả, giống như họ đi kiếm cái gì vậy? Nè, cầm đi. Chìa khóa này là của anh Hào đó mà. Ê, mấy hôm nay chị không có nhà ở mà, lên nhà anh Hào ở đổ đi. Nè, dọn cho sạch sẽ đi, mai mốt về trở từ trước rồi xuống này ở luôn. Em cũng đồng ý chị làm vậy hả? Ô phải. Anh Hào à, coi anh đó, mồ hôi mồ hám, thui quắc à, chịu không nổi. Bận rộn nhiều chuyện mà. Nè, vô trong ngồi chơi nha. Anh tắm rửa xong á, đưa em đi xin đi. Được. À. Vô nhà đi. Dạ rồi anh Hào. Ý, cô Dân, sao hai người đi chung vậy? À, phải. Quyên à, sao em vô nhà được? Thằng Bính nó đưa chìa khóa cho em. À nè, em có nấu chè ở trong, múc hai chén ra ăn nha. Được, cảm ơn chị. Cô Dân, cảm ơn. Anh Hào, cảm ơn. Cô Dân à, thật ra chúng tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm đó. Tại sao vậy? Bây giờ anh Hào đã đàng hoàng trở lại rồi là nhờ cô giúp đỡ thôi. Thật ra cô là ân nhân của chúng tôi. À, cô đừng có xáo. À nè, rảnh rỗi cô lên chơi nhiều chút đi nha. Chúng tôi sẽ nấu một bữa cơm đãi cô để cảm ơn cô. À, được mà. Nè. Ây da, tôi đang làm gà xì dầu, quên coi lửa rồi. Em Dân à, xin lỗi nha, anh không biết cậu tới. Chị Quyên chưa biết chuyện của hai đứa mình hả? Em nghĩ là chuyện này anh phải nói rõ với cậu mới được. Được, để lát cậu ra anh sẽ nói rõ với cậu. Ây da, cũng may là tắt lửa sớm, nếu không thì bị khét hết rồi. Em Quyên à, anh có chuyện này muốn nói với em. Được mà, chuyện gì? Anh... Chuyện gì chứ? Hả? Thật ra tóm lại là anh có lỗi với em. Anh... Bỏ đi Hào, chuyện đó qua lâu rồi. Cô Dân hả? À, phải. Không phải đâu Quyên à, anh định nói với em. Đừng nói nữa, cô Dân ở đây mà, thì làm mất mặt quá đi. Nè, anh chè. À, được rồi, không cần đưa đâu. Sẵn đã xuống đây rồi, đưa cô tới đằng trước để đón xe nha. Được. À, chị Quyên à, tôi có chuyện này định hỏi chị. Ừ. Lần này chị trở về, có phải định ở lại với anh Hào hay không? Thật ra thì tôi cũng không giấu cô. Tôi nghĩ tôi không thể thiếu anh Hào được. Lần trước một mình tôi về sớm tranh, lúc đó tôi thiệt là buồn lắm. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử rồi. Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu tôi chết đi như vậy thì thiệt là oan uổng. Tôi đâu có làm chuyện xấu, ông trời không làm việc bất công với tôi như vậy đâu. Tôi cứ nghĩ là anh Hào sớm muộn sẽ làm lại người tốt. May là tôi chưa có chết, nếu như không tôi đâu có thấy được cái cảnh anh Hào làm lại người tốt. Chị Quyên à, tôi là một giả thuyết nha, chị đừng có ngại. Nếu như anh Hào, trong lúc chị không có ở bên cạnh ảnh, anh đã quen biết với người con gái khác, và bây giờ tốt với nhau lắm, chị sẽ làm sao? Không đâu, tôi biết anh Hào còn nhớ tôi lắm, không có quen với người con gái khác. Tôi ở trong nhà lục được một cuốn tạp chí, thấy ảnh đã cắt hình của ảnh và tôi ráp vô trong tấm hình áo cưới. Tôi biết ảnh vẫn còn thích tôi lắm mà. Tuy là ở trên đó tôi làm chủ nhiệm của một cái xưởng, nhưng mà tôi đâu có muốn lập nghiệp gì. Nếu tôi chọn lựa thì tôi thà là ở chung với người mà tôi yêu thích. Lúc xưa tôi hay giận anh Hào không chịu sửa đổi, bây giờ anh đã làm lại cuộc đời rồi. Tôi tự nói với mình là tôi phải ở lại bên cạnh ảnh, từ nay không xa rời ảnh nữa. Tôi có vẻ khờ lắm không cô Dân? Cô cũng thấy tôi làm vậy là đúng hả?
Chị tốt như vậy, có chị ở bên cạnh của anh Hào, anh sẽ được hạnh phúc lắm. Tôi chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Bà xã ơi, bà xã, bà ở đâu vậy? Tôi đói sắp chết rồi nè. Ây da, chết rồi. Có bị đám người bắt giữ hay không vậy? Nếu vậy là chết rồi. Bà xã, bà muốn chết hay sao hả? Đóng cửa lại đi. Anh thiệt lo lắng quá à. Anh lo là em bị đám người bắt đi á. Em đi đâu vậy? Bộ anh không cần đồ ăn hay sao hả? Chỗ này hẻo lánh quá mà, đâu có tiền trà phô nào chứ. Phải đi xa lắc xa lờ mới mua được mấy cái thứ này đó. Cũng tại anh thôi. Lại tại anh nữa? Nếu mà không phải anh quen với cái thằng Tuấn á, nó xúi anh đi ăn cắp đồ thì đâu có cần phải núp ở đây. Em nói gì chứ em Lan? Thằng Tuấn chỉ đường kiếm tiền cho anh thôi. Nếu không anh đi đâu kiếm tiền để trả nợ cho em chứ? Bởi vậy em mới nói anh thì là cái đồ ngốc quá đi mà. Tại sao lại đi tin cái thằng mắc dịch này chứ? Báo hại mình phải núp ở đây. Chuyện này cũng tại em mà thôi. Khi không bắt trước người ta đi trồng nấm dinh dưỡng gì đó, không những không kiếm ra tiền mà còn bị lỗ 200 ngàn nữa. Nè, đủ rồi nha. Em đi làm cực khổ là vì ai đây hả? Cũng là vì anh thôi mà. Bây giờ anh còn trách em? Bộ anh giỏi lắm hả? Đi chết đi. Xin lỗi nha bà xã. Bà xã, là lỗi của anh. Anh nói bậy. Anh đi chết đi. Đừng có đủ cho em mà. Anh xin thề nè, từ nay sẽ không cãi lại em nữa. Cãi lại một lần thì phạt 100. Bà xã, được chưa? Thôi được. Nè, anh nói đó nha. Đừng có nói là em ép anh đó. Được rồi, không ai ép anh hết. Anh Tường à, mình cứ núp ở đây đâu có phải là cách đâu. Có cách nào hơn chứ. Bây giờ muốn bỏ chạy cũng đâu có tiện đâu. Ê, hay là như vậy nha. Đi hỏi anh Tuấn lấy một ít tiền rồi bỏ trốn đi. Là kiếm thằng Tuấn. Anh Hay à, bây giờ cái thằng Tăng Gia Tuấn à, ngày càng được nuông chiều rồi đó. Chối xương tình hết lời của nó rồi. Thiệt tôi không hiểu, lần trước đã báo cảnh sát rồi. Cả số thuyền cũng nói rõ ràng với họ, mà chúng nó vẫn chạy thoát. Bây giờ chú Sương coi nó như là người rể rồi mà. Nếu cứ như vậy thì tôi với anh sẽ hết chỗ đứng đó nha. Anh Tuấn à, sao đã rủ vậy? Có chuyện gì vậy? Không, tôi định qua đây mượn hồ sơ của Mậu Dịch các thứ để mà tham khảo mà thôi. Xin lỗi nha, hồ sơ đó là văn kiện cơ mật mà người ngoài không thể coi được đâu. Bộ chú Sương là người ngoài hay sao? Chú Sương biểu tôi tới đây làm như vậy mà. Hay là điện thoại hỏi chú Sương đi nha, hả? Coi ra sao đi. Không cần đâu. Quý à, đưa cho anh coi đi. Người ta thích coi thì cứ để cho người ta coi. Được. Cảm ơn nha ông Huy. Anh đừng có giở trò nha. Cho dù chú Sương bên anh, tôi cũng chơi anh tới cùng đó. Alo. Alo, làm ơn kêu trên Gia Tuấn. Tôi đây, ai vậy? Ai hả? Tôi là vợ của anh Tường đây. Anh giở trò gì đây hả? Anh nói là sẽ lo cho chồng tôi bỏ chạy mà. Lát điện thoại lại nha. Nè. Anh Tuấn à, hồ sơ anh muốn lấy à, có đầy hết nè. Cảm ơn nhiều nha. Cút đi. Anh Hi à, người điện thoại vừa rồi như là đàn bà đó. Phải, nghe tiếng như là dữ lắm. Có phải là đào của nó không? Có gì là lạ? Nếu vậy thì đỡ, tôi có thể nói với con Nhi để phá đám nó. Theo dõi giùm tôi đi. Được. Nhờ tôi mấy người. Tôi đã có hẹn. Thưa ông gì? Cà phê làm ơn. Dạ được. Tôi nói không có gì cách mà đừng điện thoại cho tôi mà. Chồng của tôi đã núp lại cả tháng rồi. Giờ kiếm mà đồ xu cạo gió cũng không có. Có phải là chuyện gấp không? Xin lỗi nha, tôi thiệt nặng lời. Tôi thiệt là không hiểu anh Tường tại sao lại tin anh như vậy. Thật ra anh có giúp ảnh không? Bây giờ tôi đã lốt được danh bỏ chạy rồi. Vậy chừng nào? Mau lắm, tuần sau đi. Ấy, tiền cước phí của tôi đâu? Ấy, chúng tôi lấy tiền mặt. Trong chốc lát tôi đâu có tiền mặt nhiều vậy chứ. Hay vậy nha, hai hôm sau tôi lấy được tiền mặt sẽ đưa thẳng cho anh được. Có thiệt mới nói nha. Tôi với anh Tường là bạn già đó mà, sao tôi gạt anh chị chứ. Tên tôi đi.
Sao đây? Đã điều tra được con nhỏ là ai chưa? Dạ, con nhỏ đó là gái nắm bóp mà. Nó là vợ của Mã Tường. Lúc xưa ở tù với Trang Gia Tuấn, nghe nói cái tên này mở khóa ăn trộm mà giỏi lắm đó nha. Mở khóa hả? Ờ, còn nữa nghe, tôi bắt được tên là đám người của Trịnh Quảng đang kiếm tên này. Lần trước Trịnh Quảng bị mất cái bình bông, rồi có người đem tặng cho mình. Tôi đã nghi ngờ là Trang Gia Tuấn làm. Bây giờ coi như là Mã Tường đã giúp cho nó để ăn cắp mà. Được rồi anh Hi à, bây giờ mình có cả tang chứng nhân chứng, có đủ lý do thủ tiêu thằng đó rồi hả? Anh thiệt ngu quá. Chuyện này có cần mình ra tay à con ngu vậy? Có biết tên Mã Tường nó ở đâu không? Ờ, tôi đi theo một người đàn bà đó, thấy bây vô căn nhà quan của khu Nguyên Lãng. Quy à, lần này mình chỉ coi hát thôi. Alo Lan hả? Bây giờ tôi đang lấy tiền ra. Nhớ nha, đừng chạy tới tung nha. Tôi đang xách tiền vô đây nè. Hello, ai vậy? Biểu, chủ nghe đi. Anh Quảng, Phù Thế Hiền. Có chuyện gì chỉ dạy? Anh Quảng, đừng có nói không báo tin anh nha. Đàn em của anh Trang Gia Tuấn đang chơi anh đó. Có nhớ lần trước bị mất cái bình bông không? Tôi điều tra ra rồi, là cái thằng bạn già của thằng Tuấn làm đó. Tại sao tôi phải tin anh? Bây giờ anh tới căn nhà quan ở Nguyên Lãng đi, thì anh sẽ được rõ mà thôi. Chào nha. Anh Quảng, chuyện gì vậy? Thiệt không? Mày dẫn mấy đứa đi coi đi. Tiền này anh chị lấy đi nha. Anh Tuấn à, đi xin lỗi nha. Nếu không phải cần xài tiền gấp, tôi không dám xin anh đâu. Khờ quá. Anh chị bị như vậy cũng là tại tụi tôi mà. Tôi nên giúp chứ. Nói như vậy là anh còn lương tâm đó. Nhưng mà lần sau đừng có kiếm giống tôi nữa hả? Còn lần sau à? Lần nào ông cấp xong cũng bị đủ trò hết đó. Tôi đã lố đường rồi. Tối nay sẽ đi được. Được, hay quá, hay quá. Ơn Quảng. Cái thằng phản bội, mày dám chơi tao?